đối với các loài động vật săn mồi, thì giữa cái đói và cái no là một khoảnh khắc tính bằng giây. Nhờ kỹ thuật đồ họa và quay phim hiện đại, con người đã thâm nhập vào tận bên trong bản chất của những khoảnh khắc ác liệt đó và phát hiện nhiều điều đáng kinh ngạc trong thế giới động vật. Đến vùng đồng cỏ châu Phi vào giữa trưa, chúng ta mới thấy hết cái không khí căng thẳng giữa con mồi và động vật săn mồi. Dưới cái nắng gay gắt, những con linh dương ăn cỏ trong một trạng thái cảnh giác, còn những con báo thì luôn rình rập, theo dõi một con mồi nào đó cho bữa trưa của mình. Tính bầy đàn của linh dương rất có lợi cho chúng trên đồng cỏ, vì nhiều cặp mắt quan sát sẽ tốt hơn một cá thể, và nguy cơ để bản thân trở thành con mồi là rất thấp. Những con báo cũng rất khôn ngoan, chúng ít khi tấn công cả bầy, mà thường tấn công những con đi lẻ bầy hay sức yếu. Khi cuộc săn đuổi diễn ra, thì cơ hội thành công của mỗi bên là 50-50, bởi vì những con linh dương có khả năng chạy nhanh trong một cự ly rất dài với tốc độ cao, còn những con báo thì có khả năng tăng tốc rất tuyệt vời. Với một con báo, trong vòng 3 giây, nó có thể thay đổi vận tốc từ 0 cho đến 80 km/h. Trong cuộc săn mồi, những con báo luôn tranh thủ tiêu diệt con mồi trong cự ly ngắn. Nếu không, thì chiến thắng sẽ thuộc về con linh dương dài sức hơn. Những con báo có khả năng tăng tốc tuyệt vời là nhờ vào độ dẻo dai phi thường của cơ thể. Xương sống của loài báo có thể uốn lượn, khiến cho chiều dài của mỗi bước nhảy tăng thêm. Cấu tạo của khớp háng và vai tạo cho con báo có một sự linh hoạt đặc biệt. Khi rượt đuổi con mồi, con báo hầu như bay ở trên mặt đất trong hơn nửa thời gian chạy theo con mồi. Bước nhảy của loài báo vừa nhanh vừa dài, mà hậu quả của phương thức vận động đó là thân nhiệt lên quá cao, khiến cho 75% năng lượng cơ bắp chuyển thành nhiệt, cao gấp 60 lần lúc bình thường, khiến cho con báo nhanh thấm mệt. Khi đến gần con mồi một khoảng cách hợp lý, con báo thường tung ngón đòn sở trường của mình là tăng tốc chớp nhoáng để quật ngã con mồi. Khác với sư tử, khi săn mồi, thường dùng thân thể đồ sộ của mình vồ con mồi từ trên lưng. Những con báo thường không dám mạo hiểm như thế, vì chỉ cần tính toán sai, bản thân nó có thể phải trả cái giá rất đắt. Con báo thường kết thúc cuộc rượt đuổi trong khoảng 20 giây quyết định, và một khi con mồi ngã xuống, thì số phận của nó xem như đã được định đoạt. Dùng hàm răng cắn ngập cổ con mồi là ngón đòn cuối cùng được con báo tung ra để hạ gục con mồi. Những con vật ăn cỏ như linh dương không chỉ là những con mồi cho những loài động vật trên cạn, mà còn là con mồi cho những kẻ săn mồi đáng sợ ở dưới nước. Khi đến uống nước ở bờ sông, những con vật móng guốc theo bản năng và kinh nghiệm đã cảnh giác cao độ những nguy hiểm có thể đến từ mặt nước, lãnh địa của những con cá sấu hung dữ. Tuy cảnh giác, nhưng những con vật hiền lành đó không thể biết kẻ địch xuất hiện từ đâu, vì chúng không thể đánh hơi hay nhìn thấy những gì ở dưới mặt nước cả, và nhất là khi chúng đang khát. Khi phát hiện con mồi đến uống nước ở bờ sông, con cá sấu tiến dần về nơi phát ra những âm thanh quen thuộc mà chúng cảm nhận được. Hầu như những cơ quan cảm nhận của cá sấu đều tập trung ở đầu, và điều đó tạo cho cá sấu nhiều thuận lợi trong việc săn mồi. Lỗ tai của cá sấu nằm ở phía sau mắt, nó rất thính và rất nhạy cảm. Trí nhớ của cá sấu tuyệt vời đến nỗi nó có thể đánh giá lại tình huống trong vài ngày, thậm chí là cả tuần. Vũ khí của cá sấu là ra đòn bất ngờ từ chỗ mai phục. Sau khi đánh giá tình hình, những con cá sấu tiến về phía con mồi lặng lẽ nhẹ nhàng như một chiếc tàu ngầm, tránh gây ra tiếng động hay làm vẩn đục làn nước. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ sự hiện diện của cá sấu là những bọt khí nổi lên trong làn nước. Ở dưới đáy sông, con cá sấu tìm phương hướng tiến sát con mồi, và vì ở sâu dưới nước nên thị giác, thính giác, khứu giác đều không giúp ích gì được cho nó. Trong những giây phút đó, đôi bàn chân là xúc giác quan trọng giúp cho cá sấu lần theo những địa hình quen thuộc. Trên bờ sông,
sự đông đúc chen lấn nhau uống nước khiến cho khả năng những con thú thoát khỏi sự tấn công của cá sấu là rất mong manh. Khi tiến sát gần bờ, con cá sấu có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ của những con mồi bên bờ sông. Một con cá sấu to lớn có khả năng nép mình trong một lớp nước có độ sâu chỉ khoảng 30cm và hình dáng cùng màu sắc khiến cơ thể nó cứ như là một tảng đá nằm lập lờ ở mép nước. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài cá sấu cảm nhận được con mồi rõ ràng hơn nhờ vào cơ quan cảm nhận áp suất, một bộ phận nhỏ nằm sâu trong hàm của cá sấu. Đối với cá sấu, 3 mét được xem là khoảng cách thích hợp để nó ra đòn tấn công. Một đòn chớp nhoáng bất ngờ nhờ vào hai chi sấu cùng cái đuôi rất khỏe của nó. Chỉ cần một cái đập đuôi, con cá sấu có thể phóng lên khỏi mặt nước như một quả ngư lôi. Khi phóng lên cao, con cá sấu ngẩng cao đầu về phía con mồi và há cái miệng rộng đầy những răng nhọn có dạng hình nón với hai mép sắc như dao cạo. Nhanh và chính xác trong những giây phút sau cùng là điều quan trọng đối với cá sấu. Và một khi ngoạm được một phần cơ thể con mồi, nó liền gật mạnh đầu về một phía để quật ngã con mồi xuống nước. Ở dưới nước, con cá sấu hoàn toàn làm chủ tình thế. Con mồi sẽ bị chìm chết ngạt trong làn nước và trở thành một bữa tiệc thịnh soạn của nó. Trên không trung, một loài chim săn mồi cũng không kém phần nổi tiếng là chim ưng vàng. Bằng máy quay phim hiện đại, người ta đã đo được tốc độ bay đáng nể của loài chim này. Trên những thảo nguyên, những con thỏ chạy nhanh đến vậy mà cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của chim ưng. Từ trên cao, đôi mắt tinh tường của nó đã phát hiện ra những con mồi đang chuyển động trên mặt đất. Và sau đó, nó hạ độ cao, đáp xuống con mồi một cách chính xác. Cánh, đuôi và bàn chân của chim ưng có tác dụng như một bộ giảm tốc. Chim ưng vàng xòe đôi bàn chân ra trong 1/6 giây cuối cùng và toàn bộ trọng lượng thân thể, sức mạnh, tốc độ ập xuống lưng con mồi. Trong tự nhiên, cái chết của con này là thức ăn của con khác. Cái chết và sự sống được quyết định trong tích tắc. Trong cuộc đối đầu giữa kẻ săn mồi và con mồi, chim ưng không được sai lầm, vì nếu như nó bị thương thì nó có thể chết vì đói. Dưới mặt đất, con thỏ dường như hiểu được điều đó nên đã chọn cho mình một trong hai giải pháp là chạy hay ẩn nấp trong những bụi rậm. Khi chạy, con thỏ tinh khôn chạy theo đường chữ Z và ở một thời điểm thích hợp, nó dừng lại đột ngột, khiến cho con ưng vàng quá đà bay vọt sang một bên và không kịp đổi hướng. Thông thường khi bị rượt đuổi, con thỏ luôn chọn hướng đi ngược lên đỉnh đồi, vì những con chim ưng vàng rất ngại những luồng gió bốc lên đập thẳng vào đôi cánh của nó. Chim ưng vàng dành nhiều thời giờ cho việc quan sát địa hình từ trên cao. Thị lực của chim ưng vàng tinh gấp 8 lần thị lực của con người, và chúng có thể nhận ra dễ dàng những chuyển động rất nhỏ trên mặt đất. Tuy có nhiều lợi thế, nhưng nếu như cú đáp cuối cùng trên lưng con mồi không thành công, thì coi như con mồi đã thoát khỏi nanh vuốt của chim ưng. Bởi vì ở dưới mặt đất, con chim ưng không thể cất cánh nhanh chóng được, và con mồi có đủ thời gian chạy thoát. Không phải bất cứ loài săn mồi nào cũng cần phải to lớn, phải nhanh nhẹn. Trong tự nhiên, vẫn tồn tại những con vật nhỏ bé, săn mồi hiệu quả nhờ vào khả năng đặc biệt và mưu kế của mình. Nhện là một trong số những loài động vật săn mồi đáng nể. Chúng không có sức mạnh của cơ bắp, nhưng bù lại, chúng có những vũ khí rất lợi hại để tiêu diệt con mồi. Thông thường, mạng nhện giăng ra là để bắt ruồi, chứ không thể bắt được những côn trùng lớn hơn như bướm. Thế nhưng, một vài loài nhện rừng có khả năng giăng những cái bẫy hết sức nguy hiểm với nhiều loài côn trùng. Với chiều cao trên 2 mét, những màng nhện của nhện rừng có khả năng bắt được những con bướm đêm. Khác với tơ bình thường, mỗi một sợi tơ của nhện rừng có một lớp keo, và lớp keo này đã làm bướm dính chặt vào sợi tơ. Cho dù những con bướm đã được trang bị một lớp phấn dễ rụng khi va chạm mạnh. Khi con mồi dính chặt vào tơ, con nhện sẽ cắn chết nó và quấn trong màng tơ. Ở dạng này, thức ăn có thể dự trữ trong một thời gian khá lâu. Một điều thú vị là khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc con nhện rừng cuộn cái bẫy của nó lại để kết thúc cuộc săn ngoạn mục trong đêm tối.
Nếu như cá sấu là những kẻ săn mồi nguy hiểm của những sông hồ nước ngọt, thì cá mập là những kẻ săn mồi đáng sợ của đại dương. Những con hải cẩu và sư tử biển là những con mồi mà cá mập ưa thích, nhất là cá mập trắng lớn. Loài săn mồi này trong quá trình tiến hóa đã chọn lọc cho mình những khả năng săn mồi tuyệt vời, mà một trong những khả năng nổi trội nhất là chúng có thể duy trì thân nhiệt của mình cao hơn nhiệt độ nước biển. Việc duy trì nhiệt độ này có ý nghĩa rất lớn. Chúng tác động lên não bộ, khiến cho mắt trở nên tinh tường hơn, và điều đó rất cần thiết cho việc đi săn vào ban ngày của cá mập trắng. Trong khi dạo quanh dưới mặt nước, cá mập luôn nhìn lên phía trên. Từ độ sâu 20m, con cá mập có thể nhìn thấy một vật nhỏ khoảng 15cm trôi vật vờ trên mặt sóng. Cá mập có khả năng nhận dạng hình dáng rất tài tình, nhưng vì bản tính hung dữ nên nó tấn công tất cả mọi thứ đồ vật mà nó nhìn thấy, bất kể đó là vật gì. Ánh sáng mặt trời rọi xuống làn nước biển là người bạn thân thiết của cá mập, và nó luôn tận dụng tối đa khả năng của người bạn ấy trong việc săn mồi. Ánh sáng tác động lên những vật thể nhỏ li ti trong nước biển, tạo nên một bức màn che chắn cho cá mập. Bụng và lưng của nó được ngụy trang bằng màu sắc sáng tối khác nhau, khiến cho những con mồi khó phát hiện, dù là nhìn từ dưới lên hay từ trên xuống. Đòn tấn công nguy hiểm của cá mập là cú lên thẳng từ dưới mặt nước. Tốc độ và sự bất ngờ là yếu tố thành công của cá mập. Những hàm răng của nó ngậm chặt vào con mồi, còn cái đập đuôi là sự tăng thêm sức mạnh cho cái kềm cắt. Cá mập tiêu hóa thức ăn khá chậm, và phải mất một thời gian sau, cá mập mới bắt đầu cho cuộc săn mồi tiếp theo. Khi con cá mập đầu búa theo dõi con mồi, thì hầu như rất ít con mồi trốn thoát, cho dù nó khôn ngoan đến đâu chăng nữa. Các nhà khoa học khám phá ra rằng, trong đầu con cá mập búa có một cái gì đó vượt trội hơn những con mồi, và điều đó giúp cho cá mập búa một khả năng săn mồi siêu việt dưới biển sâu. Những con mồi tránh khỏi tầm mắt của cá mập đầu búa cũng chưa hẳn là đã an toàn. Đối với cá mập búa, thì một con cá bống vùi mình sâu trong cát cũng để lại một dấu vết rõ ràng. Ở trong cát, con cá bống cũng cần phải thở. Khi ấy, nhịp thở của nó tạo ra một điện trường, và con cá mập búa sẽ cảm nhận được điện trường rất nhỏ đó nhờ vào một cơ quan đặc biệt. Cá mập đầu búa sử dụng đầu của mình như một cái máy dò kim loại để rà quét đáy đại dương. Cá mập búa khi săn mồi thường bơi sát đáy, vì nếu bơi cao quá 20cm, nó sẽ không cảm nhận được những điện trường rất nhỏ. Cá mập đầu búa là giống duy nhất trong loài cá mập có khả năng quay đầu đến 180 độ. Con cá mập đầu búa thường không nhìn thấy gì, và con cá bống sẽ thoát nếu như nó có thể ngừng thở trong giây lát. Vì khi ngừng thở, điện trường sẽ không được tạo ra, dẫn đến việc vô hiệu hóa khả năng định vị của cá mập đầu búa. Nhưng rõ ràng là điều đó rất hiếm khi xảy ra. Trong lòng đất, trò chơi trốn tìm với cái chết có phần khác hơn. Nhờ có những thiết bị đặc biệt mà con người có thể biết được những gì xảy ra trong đêm tối. Một thế giới của sự chết chóc. Trong đêm tối, thị giác trở nên vô nghĩa, và tất cả những sinh vật săn đêm đều cần đến xúc giác tinh nhạy của mình. Chuột chũi mũi sào là một trong những sinh vật kỳ dị nhất trong tất cả các loài săn đêm. Chuột chũi mũi sào nhìn thế giới qua cái mũi, và nó thuộc các vách đường hầm trong hang như người mù đọc chữ nổi vậy. Chuột chũi mũi sào khôn khéo loại bỏ những thứ không cần thiết để chọn cho mình những con giun đất hay côn trùng có kích thước vài cm. Cái mũi của nó gồm 22 xúc tu đặc biệt nhạy cảm đến mức có thể tìm ra một hạt muối nhỏ trong một nắm cát. Vì vậy, việc tìm kiếm những con mồi với kích thước 2mm cũng không phải là chuyện khó khăn gì đối với chuột chũi mũi sào. Khi ăn, miệng của chuột chũi mũi sào dán chặt xuống đất, hoạt động như một đĩa giò mìn và không bỏ qua một miếng ngon nào. Mỗi lần rà quét, chuột chũi mũi sào chỉ tiếp xúc một khoảnh đất nhỏ và cảm nhận hình ảnh nhờ vào xúc giác. Giun đất là món ăn yêu thích của chuột chũi mũi sào, và đối với nó, con giun chẳng khác nào cây xúc xích nặng 15kg so với con người. Sống trong những sa mạc cát, những kẻ săn mồi không thể đào đường hầm mà phải cần đến một phương thức khác. Sa mạc Arizona có rất ít con mồi.
Và vì vậy, những kẻ săn mồi nơi đây cần có những khả năng đặc biệt để mở rộng việc săn mồi của mình. Khi hoàng hôn xuống, loài rắn hổ cát bắt đầu rời khỏi chỗ nấp để săn tìm mồi. Cái đầu thon cứng được bao bọc một lớp vảy bóng loáng giúp nó khoan sâu dưới cát một cách dễ dàng. Nó còn có một lớp màng trong suốt không sợ trầy xước thay cho mí mắt và mũi có vành bảo vệ, không cho bất cứ hạt cát nhỏ nào lọt vào mũi. Bộ phận tuyệt vời nhất của rắn hổ cát chính là bộ da của nó. Rắn hổ cát không đào hang mà nó xuyên qua lớp cát, ẩn mình dưới vài centimet cát để mai phục con mồi. Trong đêm tối, rắn hổ cát cảm nhận thế giới bằng bộ da của nó. Các nhà khoa học cho rằng trong da của rắn có những cơ quan thụ cảm, cảm nhận được những dao động rất nhỏ của sa mạc thông qua lớp cát dày. Thực tế thì các loài côn trùng khi chuyển động đã tạo ra dao động lớn và rắn tà chỉ việc chờ đợi. Cũng như loài rắn, bọ cạp cát cũng là những kẻ mù đi săn trong đêm tối. Nhưng bù lại, thân thể nó dày đặc những cơ quan thụ cảm dao động. Những sợi lông nhỏ mềm mại của nó ghi nhận từng dao động nhỏ trong không khí. Một điểm giống nhau giữa rắn hổ cát và bọ cạp cát là khi cảm nhận thông tin, chúng hoàn toàn không cử động. Vì nếu cử động thì chúng không bao giờ cảm nhận được gì cả. Trong sa mạc cát, những côn trùng thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và sự chọn lựa thời gian này giúp chúng thoát khỏi những loài chim săn mồi ban ngày. Nhưng trong đêm tối, sự chuyển động của chúng dù nhẹ nhàng cũng để lại những thông tin cho những kẻ săn mồi có khả năng cảm nhận siêu hạt đang rình rập đâu đó. Mỗi bước đi của côn trùng tạo ra những sóng chấn động lăng tăng vô hình, nhưng lại rất rõ ràng với rắn hổ cát hay bọ cạp cát. Từ những sóng này mà con bọ cạp hay rắn hổ cát sẽ định vị được con mồi. Các nhà quay phim đêm tối đã quay được cuộc chạm trán thú vị của hai kẻ săn mồi độc đáo nơi sa mạc là bọ cạp và rắn, cùng con mồi của nó là một con bọ cánh cứng. Khi con bọ cánh cứng bước đi, nó tạo ra những dao động kích thích hai kẻ săn mồi cùng hướng về phía nó. Dường như cảm nhận được nguy hiểm, con bọ dừng lại trong giây lát, và thế là cả hai kẻ săn mồi kia cũng trở nên mù tịt. Bọ cạp chỉ cần thu được một bước chân nữa là có thể tóm lấy chính xác con mồi. Thời gian chậm chạp trôi qua, con bọ nhúc nhích một bước chân. Ngay lập tức, con bọ cạp lao về phía con mồi, nhưng kẻ bị bắt lại chính là nó. Thì ra, con rắn hổ cát cũng đang chờ đợi những dao động, và sự di chuyển không đúng lúc của con bọ cạp đã khiến nó phải trả giá bằng mạng sống của mình. Lần này, con bọ cánh cứng đã gặp may mắn. Ở vùng Bắc Cực, con mồi bị phát hiện bởi những rung động truyền trong không khí, sóng âm thanh. Những con chuột lemming thường ẩn mình dưới lớp tuyết dày vài centimet một cách kín đáo, vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường và đôi tai thính của con chim cũng nâu. Thính giác là một cơ quan độc đáo chính yếu của củ nâu, dù rằng nó có thị giác rất tuyệt vời. Sử dụng đầu và tai như một máy thu, củ nâu có khả năng phân lọc những âm thanh khác nhau như gió hay tuyết rơi, và chỉ quan tâm đến những tiếng động sột soạt nhỏ dưới mặt tuyết. Tai của chúng như một thiết bị tăng âm, khuếch đại được những âm thanh cực nhỏ, và mặt của chúng như một anten xoay thu tín hiệu vệ tinh. Đầu những chiếc lông cứng trên mũi, mặt có tác dụng phản xạ âm thanh, đưa âm thanh vào giữa. Tất cả những tín hiệu đó được đưa đến tai nằm ở hai bên đầu, ngay phía sau mắt. Để xác định vị trí chuột làm miệng, củ nâu điều chỉnh máy thu âm của mình. Khi ấy, chảo anten chuyển động, mắt nhìn theo, xác định mục tiêu và nhẹ nhàng không một tiếng động, củ nâu đáp xuống con mồi. Trong khi hạ cánh, đôi mắt cú không hề thay đổi mục tiêu cho đến khi nó bắt được con mồi, thậm chí khi nó buộc phải bay vòng qua chướng ngại vật. Động tác sau cùng của cú nâu là hướng cặp móng vuốt sắc bén theo đường đi của âm thanh để hạ gục con mồi. Vuốt của cú nâu khá dài, chia làm hai trước, hai sau,
rất dễ gặp con mồi và chuột làm mình không thể an toàn khi nấp dưới lớp tuyết. Thế giới dưới nước quả thật là kỳ diệu, và trong vương quốc ấy, cuộc chiến sống còn đã diễn ra từ hàng triệu năm trước. Những con tôm thủy tinh sống trong nước có thể hòa mình vào làn nước nhờ vào sự trong suốt của mình. Ánh sáng cũng dễ dàng xuyên qua những tế bào trong suốt, trái tim trong suốt và dòng máu cũng hoàn toàn trong suốt của nó. Nhìn qua mình tôm thủy tinh, chúng ta có thể nhìn thấy mọi màu nền rõ ràng như nhìn qua một miếng kính vậy. Với cấu tạo như thế, con tôm thủy tinh có thể hòa lẫn vào bất cứ môi trường nào. Và đối với nhiều loài săn mồi, con tôm là một con mồi không thể nhìn thấy. Thế nhưng, có một loài mà tôm ta không thể qua mặt, và đó chính là kẻ thù truyền kiếp của nó. Con mực với một cái nhìn độc đáo, khác biệt với tất cả mọi sinh vật và những gì mà con người hay nhiều loài động vật khác không nhìn thấy, lại rất rõ ràng như những ngọn hải đăng trong thế giới đơn màu của nó. Khi con mực đến gần con tôm thì có nghĩa là trò chơi trốn tìm đã được kết thúc. Chiếc áo tàng hình của con tôm bị xé nát bởi một sinh vật có một giác quan đích thực là thế giới ma quỷ. Trên thực tế, mắt mực hoàn toàn không phân biệt được màu sắc, nhưng bù lại chúng nhìn thấy ánh sáng phân cực, điều mà những sinh vật khác không hề có được. Đối với mực, tôm chẳng khác nào một lăng kính, một bộ khung di động phát sáng rõ rệt. Mực không chỉ ăn tôm mà còn ăn nhiều loài cá nhỏ nữa. Khi bắt cá làm con mồi, mực còn có khả năng di chuyển nhẹ nhàng, không hề gây ra những dao động, để cho cá có thể cảm nhận được nhờ vào cơ quan cảm nhận nằm dọc hai bên thân. Mực có tài ngụy trang đến nỗi những con cá không nhìn thấy gì cả ngoài một khúc rong biển vật vờ trôi lại gần chúng. Khi tiến sát con cá, mực tung hai sợi râu và quấn chặt con mồi, kết thúc cuộc săn ngoạn mục của mình. Một trong những cánh rừng ở Madagascar có một loài vượn cáo mà tay của nó có những móng vuốt sắc như dao. Người dân địa phương thường gọi nó là con aye aye, và thức ăn của nó là những côn trùng ẩn sâu dưới lớp gỗ chắc chắn. Aye aye là chủ nhân của một trong những sáng chế kỳ lạ nhất của thiên nhiên, vì bàn tay của nó có một ngón tay nhỏ xíu, dài đến kỳ cục với da bọc xương, được xem là chìa khóa vạn năng của loài vật này. Chỉ cần gõ ngón tay vào thân cây, con aye aye biết khoảng trống nằm ở khoảng nào, và thậm chí nó còn biết có con vật gì chuyển động trong đó hay không nữa. Sau mỗi cú gõ, con vật rê ngón tay đặc biệt trên mặt cây, và đó là cách để nó cảm nhận được những rung động nhỏ nhất. Nhờ chỉ có xương, nên ngón tay ấy tạo nên cộng hưởng, và bức tranh bên trong thân cây trở nên rõ ràng hơn. Đôi tai của vượn cáo tay dao cũng rất linh hoạt. Chúng thâu tóm mọi âm thanh không cho thoát ra ngoài, góp phần làm rõ thêm những phát hiện của ngón tay. Khi nghe tiếng gõ trên mặt cây, con ấu trùng trong thân cây bò lui vào trong, và âm thanh từ chuyển động ấy cho biết rằng con vượn cáo tay dao đã không nhầm lẫn. Khi biết chắc trong thân cây có ấu trùng, nó dùng răng cắn lớp vỏ cứng và thò ngón tay đặc biệt vào trong. Lúc này, ngón tay có tác dụng như một cái móc dùng để lôi con mồi ra ngoài. Như vậy là với chiếc chìa khóa vạn năng, con vượn cáo tay dao đã phá tan thành lũy tưởng chừng như vô cùng vững chắc của con mồi. Ở một số loài động vật khác, thiên nhiên đã trang bị cho chúng những công cụ thích hợp cho việc tấn công lẫn phòng thủ. Khi những con cua đánh nhau, trông chúng chẳng khác gì những hiệp sĩ thời Trung Cổ trong những bộ giáp sắt.
cua là một sáng chế siêu vững chắc, bao gồm các đòn bẩy, bệ đỡ và khớp quay. Đôi càng mạnh mẽ, làm việc như những chiếc kìm. Mắt của chúng được đặt trên những cánh tay đòn, có thể thò ra thụt vào. Còn những chiếc chân khỏe khoắn thì giúp cua len vào những khe hở giữa các tảng đá. Dưới biển, cua thực sự là những pháo đài di động, và tưởng chừng như không gì có thể phá vỡ nổi bức tường phòng vệ ấy. Thế nhưng, có một con vật đã làm được điều đó. Nó là một con vật có cấu tạo hoàn toàn ngược lại với cua. Thân chúng mềm mại với những chi dài buồn thõng. Khác với cua, nó giấu vũ khí của mình ở bên trong và di chuyển về phía con mồi bằng hệ thống phun nước có khả năng định hướng và tốc độ. Con vật ấy chính là bạch tuộc. Khi phát hiện kẻ thù, theo bản năng, con cua phòng vệ bằng những cái càng vững chắc. Thế nhưng, con bạch tuộc tựa như một đám mây nhanh chóng phủ cả thân mình của nó lên con cua để vô hiệu hóa cặp càng cua. Sau đó, con cua bị những cái vòi quấn chặt và lôi vào trong hang. Để phá vỡ được cái mai cua cứng, dày không phải là chuyện đơn giản nếu như bạch tuộc không sử dụng vũ khí bí mật của mình. Bên trong miệng của bạch tuộc có hai cái lưỡi. Cái thứ nhất dài chừng 7mm, có tác dụng như một lưỡi mài với nhiều hàng răng cứng. Còn cái lưỡi thứ hai nhọn hoắt và bén. Công dụng của hai cái lưỡi này là đục thủng một cái lỗ trên vỏ cua. Đầu tiên, cái lưỡi bào sẽ bào mỏng mai cua, tương tự như người ta giũa bê tông. Và tiếp theo là khoan một cái lỗ cực nhỏ bằng cái lưỡi còn lại. Khi cái lỗ đã hoàn tất, con bạch tuộc phun vào bên trong một hóa chất có tác dụng làm lột vỏ cua. Tuy có những dụng cụ đặc biệt như vậy, nhưng bạch tuộc cũng mất khoảng 40 phút để xử lý xong một con cua. Trong thiên nhiên cũng có những sát thủ nhị trùng như con chuồn chuồn chẳng hạn. Vào mùa hè, con vật này bay lượn khắp nơi để bắt côn trùng. Nhưng có ai biết được rằng trước đó 3 năm, chúng sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Trong quá khứ, trước khi mọc cánh, trước khi biết bay, trước khi rời bỏ ao hồ, nó từng là một hiểm họa ở thế giới dưới nước. Những ấu trùng của loài chuồn chuồn ngô, một trong những giống chuồn chuồn to con nhất thế giới, có hình dáng trông thật kỳ dị, chẳng khác gì những nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng ở Hollywood. Trước khi tóm được con mồi, thường là nòng nọc, ấu trùng cần phải tiếp cận con mồi với một khoảng cách nhất định. Để di chuyển, ấu trùng chuồn chuồn hút nước vào miệng ở phía trước và sau đó thóp bụng tống mạnh ra phía sau, chẳng khác gì cơ thể chúng được trang bị một động cơ tên lửa thủy lực chính thống. Ấu trùng chuồn chuồn có thị giác dạng lập thể và hình ảnh của con mồi từ hai mắt sẽ trùng làm một khi nó cách con mồi 15mm, một khoảng cách vừa đúng với chiều dài của vũ khí săn mồi của nó. Vũ khí đó chính là phần biến dạng của miệng và được gọi là mặt nạ. Thiết bị thủy lực này được gấp làm đôi và nằm ở dưới đầu. Khi con mồi đến đúng cự ly, vũ khí tức thì được tung ra theo nguyên tắc thủy lực bằng cách thóp bụng phun nước, đồng thời đóng vành thoát phía sau, tạo nên áp suất đẩy mặt nạ về phía con mồi với thời gian vài phần nghìn giây. Cùng lúc đó, hai mấu nhọn trên đầu mặt nạ sẽ siết lấy con mồi, chẳng khác nào những chiếc lò móc để săn cá voi. Với những cấu tạo đặc biệt và sự phối hợp nhịp nhàng như thế, ấu trùng chuồn chuồn đích thực là một quái vật làm kinh sợ những cư dân nhỏ bé sống ở dưới nước. Cho dù những kẻ săn mồi luôn có những khả năng đặc biệt, nhưng sự thành công của cuộc săn chính là lòng kiên nhẫn. Con thằn lằn là một trong những kẻ săn mồi có được đức tính tuyệt vời đó. Để bắt những côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng đèn trên trần nhà, con thằn lằn cần phải thắng được sức hút của trái đất. Nhờ có những bộ phận đặc biệt, thằn lằn có thể bám và di chuyển trên bất cứ bề mặt nào. Bàn chân của thằn lằn có những móng vuốt thích hợp cho việc leo cây. Nhưng để đi bộ trên kính thì chúng cần có những thiết bị phức tạp hơn. Khi ấy, việc di chuyển phải nhờ đến việc điều khiển ở tầm siêu nhỏ. Trên mỗi ngón chân của thằn lằn có nhiều gối đệm nhỏ, nơi mà máu có thể dễ dàng được bơm vào.
Trên mỗi gối đệm nhỏ có hàng nghìn nếp nhăn được bố trí đều đặn thành hình mặn. Khi ở gần nhau, những điện tích trái dấu sẽ hút nhau, và thằng Lằng dường như biết được điều đó rất lâu trước khi con người khám phá quy luật tự nhiên này. Với mỗi bước chân, gối đệm xẹp xuống làm tăng diện tích tiếp xúc và phủ lên bề mặt nhẵn hàng triệu hạt điện tích. Khi ấy, thằng Lằng tựa như được bám bằng các giác hút cao su. Khi di chuyển trên bề mặt nhẵn, những móc nhỏ lì tì sẽ bám trực tiếp vào những chỗ lồi lõm của bề mặt địa hình. Nếu thằng Lằng sử dụng đồng thời những kiểu bám, thì nó có khả năng treo mình lơ lửng chỉ bằng một ngón chân mà thôi. Khi lên đến trần nhà, thằng Lằng chuyển sang giai đoạn săn tiếp theo. Lúc này, việc bám chặt là rất quan trọng, và nó có thể giữ tư thế ngược đến vài giờ đồng hồ để tìm cơ hội tấn công con mồi. Trên sa mạc nóng bỏng, những đồi cát nhấp nhô chạy dài, một hình ảnh tuyệt đẹp được gió tạo nên từ những hạt cát. Ngay dưới chân những đồi cát ấy, con người đã phát hiện một trong những sinh vật có khả năng săn mồi độc đáo nhất thế giới, loài nhện. Khi những con kiến đi kiếm ăn quanh đồi cát, chúng không hề phát hiện ra những cái bẫy bất thường chứa đựng những hiểm nguy khôn lường. Bên trong những vòng đá nhỏ, một con nhện Ariana đang phục kích, và mỗi bước chân sơ ý của con kiến là sự kết thúc cuộc sống của nó, chẳng khác nào băng qua một bãi mìn. Loài nhện Ariana đã tìm ra một giải pháp cho một vấn đề kỹ thuật là dùng từ 7 đến 8 viên đá dạng tròn với trọng lượng vừa đúng gấp đôi trọng lượng của nó, và những viên nào không phù hợp sẽ bị đào thải. Một điểm đáng chú ý là chúng chỉ chọn những viên đá thạch anh vì tính đặc biệt của loại đá này, và khi chọn đủ đá, chúng cẩn thận xếp quanh tổ của mình. Loài nhện này không biết cách giăng tơ mạng như những con nhện thông thường, mà nếu có giăng được đi chăng nữa thì gió cát sa mạc cũng sẽ xé toạc chúng ra mà thôi. Chính môi trường sa mạc đã khiến cho nhện Ariana nghĩ ra cách săn mồi độc đáo nhất thế giới. Các nhà khoa học đã nhận thấy rằng những viên đá xếp quanh tổ được nối kết với chân con nhện trong hang bằng những sợi tơ mỏng manh. Khi con kiến bất cẩn băng ngang qua bãi mìn của con nhện, dẫm chân lên hay sờ râu lên một trong những hòn đá, thì ngay lập tức con nhện nhận được tín hiệu. Chính những viên đá thạch anh đã phát hiện ra con kiến, vì chúng có khả năng truyền những dao động âm thanh dù là nhỏ nhất. Sau đó, tín hiệu từ thạch anh sẽ truyền đến con nhện qua sợi tơ, và điều đặc biệt là con nhện có khả năng phân biệt được những nguyên nhân gây ra tiếng động ấy một cách tin tưởng. Chúng phân biệt rõ âm thanh được tạo ra bởi con mồi, kẻ thù hay chỉ đơn giản là cơn gió. Và thậm chí, nó còn biết cả việc nên tấn công con mồi từ phía nào nữa. Đã hàng triệu năm nay, loài nhện sa mạc đã phát hiện và sử dụng khả năng kỳ diệu của thạch anh là truyền dẫn âm thanh mà không làm biến dạng những tín hiệu dù là rất nhỏ. Trong khi con người mới biết được điều này gần đây và sử dụng chúng trong các đồng hồ điện tử. Trong những điều kiện đặc biệt, thiên nhiên đã tạo ra những thứ vũ khí khiến cho con người chúng ta phải bàng hoàng kinh ngạc. Một trong những thứ vũ khí ấy nằm trong tay một nhân vật đặc nhiệm thầm lặng ở vùng biển Thái Bình Dương, cá đuối điện. Khi đi săn, cá đuối điện làm chủ một trong những sức mạnh của thiên nhiên và có khả năng phóng ra một năng lượng cực lớn. Chẳng khác gì chiếc dùi cui điện đã nạp điện và sẵn sàng hoạt động. 1/6 trọng lượng cơ thể chúng là các cơ bắp đã biến dị, tựa như những ắc quy được kết nối với nhau. Khi chúng phóng điện, một người lớn khỏe mạnh cũng có thể ngất đi. Ban đêm, những cư dân của biển thường nép mình trong đám rong tảo hoặc vùi mình trong cát hay tảng đá. Vốn là một người họ hàng gần với cá mập, nên cá đuối cũng có thể nhận dạng được những dao động điện phát ra từ những cơ thể sống, và từ độ cao 2 mét, chúng vẫn có thể phát hiện con mồi đang ẩn nấp. Khi một con cá nhỏ nào đó thiếu thận trọng bơi ra khỏi bức tường đá, thì cá đuối phát hiện ngay, và cuộc tấn công chớp nhoáng chỉ diễn ra trong vòng 3,5 giây đồng hồ bằng một luồng điện mạnh chết người. Lao vào con mồi
và giữ chặt bằng hai vây bầy. Cả đuổi phóng điện 3 lần, mà một lần khoảng 90 xung. Khi ấy, một trận mưa điện với hàng trăm cú co giật khiến cho con mồi vặn vẹo đến nỗi sự co rút làm gãy cả xương sống của nó. Sau khi kết thúc cuộc săn, con cá đuối bình thản nạp điện vào bình ắc quy để chuẩn bị cho cuộc săn mồi tiếp theo. Một sai lầm trong tính toán có thể dẫn kẻ đi săn đến cái chết ngay trong cuộc săn của mình. Bãi trai nằm im dưới đáy biển, tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, lại là một cái bẫy cho những kẻ nào muốn ăn thịt chúng. Kẻ thù truyền kiếp của những con trai là con ốc chân bụng, một kẻ săn mồi chậm rãi nhưng rất đáng sợ. Cuộc đối đầu giữa trai và ốc như một kịch bản có những đoạn kết khác nhau, tùy vào sự tính toán của kẻ đi săn lẫn con mồi. Trước kia, nhiều người thường nghĩ rằng trai là một động vật không có khả năng tự vệ trước kẻ thù, nhưng thực sự lại không hoàn toàn như thế. Phần mềm mượt như nhung bên trong lớp vỏ cứng với vô số cơ quan nhạy cảm cho phép con trai phát hiện những mối nguy hiểm đang đến gần. Trai có thể phân biệt được ánh sáng, bóng râm và thậm chí còn phân biệt được mùi của con ốc nữa. Khi con ốc chân bụng đến gần, con trai hoảng sợ nhưng không thể di chuyển được vì bị gắn chặt vào những sợi tơ do chúng nhả ra. Một điểm thú vị là khi con trai kiếm được một chỗ thích hợp, nó sẽ tiết ra một chất đặc biệt và dùng chân kéo tơ. Tơ của chúng là một chất khá độc đáo, nó vô cùng rắn chắc và có thể gắn kết vỏ trai với bất cứ bề mặt nào, dù là ướt hay trần. Khoa học hiện nay chưa thể chế tạo một chất nào tương tự như thế cả, và chính những sợi tơ đó đã gắn kết những con trai thành một quần thể trai rộng lớn cả nghìn con. Thông thường khi tấn công trai, con ốc bỏ ra 3 giờ đồng hồ tìm kiếm một con trai thích hợp với kích thước khoảng 25mm, nằm lẻ loi bên ngoài quần thể, và những yếu tố đó sẽ quyết định sự thành công của cuộc săn. Ốc chân bụng là kẻ đi săn bằng khoang. Nó khoan vỏ trai bằng những cái răng nhọn cứng của mình với một hoạt chất làm mềm vôi. Một con ốc thường sẽ mất khoảng 2 ngày mới khoan xong một lỗ trên thân trai, rồi tiết ra dịch vị tiêu hóa để tiêu hóa thịt trai, khiến cho con trai khi đó sẽ chịu nhiều cơn co thắt rồi chết sau 2 ngày. Thông thường, đoạn kết của cuộc săn là như thế. Nhưng đôi khi, một vài sai lầm trong tính toán của con ốc đã dẫn đến một kết cục hoàn toàn ngược lại. Khi con ốc chân bụng lọt vào giữa quần thể trai, những con trai sẽ tung vũ khí tự vệ của mình ra, và những sợi tơ có thể chống lại bão tố của nó sẽ neo con ốc vào một nơi cố định. Khi ấy, con ốc sẽ không thể di chuyển, không thể kiếm ăn, và nó sẽ chết ngay giữa những con mồi yêu thích của mình. Với nhiều con ốc, bàn ăn đã trở thành nấm mồ của chúng như thế đó. Thời tiết chuyển từ mùa này sang mùa khác cũng làm thay đổi khả năng và chiến thuật của động vật săn mồi. Trên các dãy núi ở Australia có một chuyên gia nổi tiếng về phục kích, loài trăn. Phần lớn thời gian trong năm, trăn săn mồi một mình dựa vào thị giác, khứu giác và cơ quan cảm nhiệm. Vài tuần, con trăn mới săn mồi một lần vì tiêu hóa chậm. Dời là một trong những món mà trăn ưa thích. Nhưng trăn lại không thể với tới những con dơi treo mình ngược trên vách hàng. Chính vì thế mà con trăn khôn ngoan bò trường lên vách đá ngay cửa các hang động để tóm lấy những con dơi bay ra từ đó. Những con trăn dài 3 mét đung đưa ngay trên cửa hang với những cái miệng há rộng toát, và mỗi đêm một con trăn có thể bắt 13 con dơi, đủ để cho nó tồn tại trong nhiều tuần lễ liền mà không phải săn mồi. Chiến lược là nghệ thuật tìm ra giải pháp cho vấn đề. Trong môi trường nước, cá là một loài khó bắt và phương thức tự vệ của chúng rất đa dạng. Thị giác của cá rất tốt, nó có thể phát hiện nhanh ánh sáng và bóng râm.
mọi dao động dù là rất nhỏ cũng được cá ghi nhận nhờ vào những cơ quan nhạy cảm áp suất nằm ở hai đường bên mang của cá. Khi thoáng thấy nguy hiểm, cá có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vài phần trăm giây. Thế nhưng, đối với con chim trả khoang, một trong những con chim lớn nhất có thể treo mình trong không khí, thì những khả năng của cá không phải là không chế ngự được. Con chim trả khoang biết rằng khi nó ở trên mặt nước khoảng 10 mét, thì những con cá dưới mặt nước sẽ không thể nhìn thấy chúng. Muốn phát hiện được cá, con chim trả cần phải giữ đầu bất động, và nó làm được điều đó nhờ vào cái đuôi cùng đôi cánh rất khỏe của mình. Đôi cánh của chim trả có thể đập 8 lần trong một giây. Ngay sau khi phát hiện con mồi, con chim trả thực hiện một cú mổ nhào chính xác được hoạch định đến từng chi tiết, và chỉ cần một giây là nó có thể tóm được con mồi. Yếu tố thành công của chim trả khoang là sự bất ngờ khi tấn công con mồi có phản xạ nhanh như loài cá. Săn theo bầy và phòng thủ theo đàn là phương thức của nhiều loài săn mồi, trong đó có cả loài ong, một sinh vật nhỏ bé nhưng không kém phần hung dữ. Ở châu Âu, loài ong mật đã tìm cho mình cách phòng thủ hiệu quả nhờ vào việc phối hợp sức mạnh của cả bầy. Khi có một kẻ nào đó tấn công, chúng sẽ bay ra từng đàn và chích nọc độc rất đau đớn. Loài ong rất quan tâm bảo vệ thế hệ tương lai, tức là những ấu trùng ong nằm trong những ngăn sáp hình lục giác. Những con ong lớn sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ thế hệ tương lai này. Khi ong châu Âu nhập vào Nhật Bản vì năng suất mật cao hơn, thì đã xảy ra cuộc chiến khốc liệt giữa các loài ong. Ở Nhật Bản có loài ong mắp cày với kích thước gấp 3 lần những con ong mật châu Âu, chuyên tấn công các loài ong nhỏ hơn để mang ấu trùng về làm thức ăn cho ấu trùng của chúng. Với kích thước khoảng 5 cm, một con ong mắp cày có thể giết chết 30 con ong mật châu Âu trong vòng 1 phút. Với phương thức tấn công đơn độc, những con ong mật châu Âu đã bị bọn ong mắp cày tiêu diệt sạch trong một trận chiến và sau đó mang đi hầu hết những ấu trùng. Thế là thế hệ tiếp theo của ong mật trở thành thức ăn cho thế hệ tiếp theo của ong mắp cày, cho đến khi lũ nhóc này lớn lên rồi trở thành những kẻ cướp như cha mẹ chúng. Trước khi thực hiện một cuộc đánh cướp, những con ong trinh sát bắp cày bay đi khắp nơi để tìm kiếm những tổ ong mật. Tiếng đập cánh ồn ào của nó đã khiến cho cả tổ ong mật nhốn nháo hẳn lên. Đối với ong châu Âu, ong bắp cày thường rất dễ thành công. Nhưng đối với ong mật Nhật Bản thì lại hoàn toàn khác, vì loài ong này đã biết phối hợp sức mạnh theo bầy. Đầu tiên, những con ong mật Nhật Bản này rút lui vào bên trong tổ và sau đó quay trở lại với một số lượng lớn hơn gấp bội, với tiếng đập cánh cảnh báo. Cậy vào kích thước của mình, con ong trinh sát bắp cày không thèm chú ý đến những con ong nhỏ bé kia, và cái giá của sự khinh suất đó là mạng sống của nó. Khác với loài ong châu Âu, những con ong mật Nhật Bản đã biết phối hợp hành động để phòng thủ. Trong chớp nhoáng, hàng chục con ong mật Nhật Bản lao vào con ong bắp cày to lớn, rồi đồng loạt tiêm nọc độc vào kẻ thù. Thế nhưng, con ong bắp cày chết không phải vì nọc độc, mà vì một thứ vũ khí tự vệ hoàn toàn khác và khá độc đáo. Những con ong mật nhỏ bé này dùng số đông và cơ bắp của mình nâng dần nhiệt độ bên trong cho đến khi nhiệt độ đạt đến 45 độ C, một nhiệt độ mà ở đó con ong bắp cày sẽ lăn ra chết. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những con ong mật Nhật Bản sẽ chết chỉ khi nhiệt độ đạt đến 48 độ C, và sự chênh lệch nhiệt độ không lớn lắm đã giúp cho nó tồn tại khi cùng nhau hành động. Khi con ong bắp cày trinh sát không tồn tại nữa, thì sự an toàn của bầy ong mật cũng được bảo đảm, và toàn bộ sự việc trên xảy ra trong khoảng 15 phút. Trong những cánh rừng ở Trung Mỹ, ưu thế về số lượng lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Những con kiến to khỏe với số lượng hàng triệu con trong một tổ kiến là nỗi kinh hoàng cho nhiều loài côn trùng hay những động vật nhỏ bé.
Những con kiến với đôi càng to khỏe, sẵn sàng xé nát con mồi ra thành từng mảnh, rồi mang về tổ làm thức ăn cho ấu trùng của nó. Đạo quân kiến không hề có chỉ huy. Chúng làm việc theo bản năng như được lập trình từ trước, và thực hiện hàng chục cuộc tấn công càn quét trong một ngày. Để làm được điều đó, những con kiến làm việc theo mùi. Khi rời tổ, mỗi một con kiến đều để lại mùi trên đường đi bằng cách tiết ra một hoạt chất từ bụng của nó. Những con đi sau dùng râu cảm nhận mùi của con trước để lại rồi đi theo. Sau đó, chúng tỏa ra khắp nơi trên mặt đất để tiêu diệt những gì có thể trên đường đi của chúng. Những con tiên phong luôn là những con khỏe mạnh, có khả năng di chuyển 12 mét trong nửa giờ. Khi phát hiện con mồi, chúng lao vào cắn xé và chết nọc độc. Mùi của chúng khi tấn công đã kích thích hàng trăm con kiến khác tập trung vào đông hơn, và kết quả là con mồi được thanh toán nhanh chóng. Lũ kiến tấn công theo một kế hoạch định sẵn, và mỗi đợt tấn công sau luôn luôn lệch hướng với đợt tấn công trước một góc 120 độ. Cứ như thế, chúng càng quét sạch sẽ tầng rừng sát mặt đất xung quanh tổ của chúng. Sau khoảng 3 tuần, mặt đất trong khu vực của chúng chẳng còn gì để ăn nữa. Và thế là chúng lại di chuyển đến một vị trí khác với những cuộc càn quét mới. Cá voi là một loài động vật săn mồi theo bầy. Không những thế, chúng còn biết cách làm cho những đàn cá co cụm lại với nhau rồi bắt chúng một cách dễ dàng. Khi đàn cá voi phát hiện ra một đàn cá trích nào đó, thì một con cá voi trong bầy sẽ lặn xuống dưới đàn cá trích với độ sâu chừng 30 mét. Sau đó, con cá này sẽ bơi vòng quanh đàn cá trích và dồn đàn cá thành một cục bằng những cú đập đuôi mạnh mẽ. Tuy nhiên, đối với đàn cá trích đang hoảng loạn, thì chúng cần phải phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác trong bầy. Con cá voi ở dưới cùng sẽ phát ra một âm thanh với cường độ 180 decibel, tương tự như âm thanh phát ra từ một chiếc máy bay phản lực vậy. Với nhiều loài cá thì cường độ đó là quá sức chịu đựng được và buộc chúng phải trồi lên với tốc độ 0,5 m trên giây. Từ độ sâu 17 m, những con cá voi khác trong bầy sẽ phun ra một đám bọt nước xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, tạo thành một bức màn bọt, rồi dồn đàn cá trích vào trong chiếc bẫy do chúng tạo ra. Khi đàn cá trích cách mặt nước chừng 5 mét, thì đàn cá voi đồng loạt phun khí qua lỗ thở, hất tung đàn cá lên mặt đại dương, rồi há miệng rộng ra để nuốt chửng con mồi. Với một mẻ lưới như thế, lũ cá voi đã đưa vào bụng chúng hàng nghìn con cá trích, và cuộc săn tập thể của chúng quả là đáng sợ. Trên những cánh rừng nhiệt đới ở Tây Phi, những con tinh tinh chẳng khác gì những thợ săn lão luyện, lặng lẽ di chuyển trên mặt đất, tai lắng nghe mọi âm thanh của rừng xanh. Khác với những loài linh trưởng khác chuyên ăn thực vật, tinh tinh tấn công những con khỉ nhỏ Colobus sống trên những cây cao bằng sự phối hợp ăn ý của cả bầy đàn. Khi phát hiện con mồi, bầy tinh tinh bố trí thế trận và mỗi một thành viên được phân công một công việc nhất định trong cuộc săn. Chúng chia ra thành thợ hù, thợ lùa và con đầu đàn đầy kinh nghiệm sẽ gánh vác việc mai phục. Những con thợ hù có nhiệm vụ là rung những cành cây có con mồi để cho nó chạy tán loạn. Còn những thợ lùa có nhiệm vụ là chắn ngang những cây mà con mồi có thể chạy thoát. Lũ khỉ Colobus nhỏ nhắn hơn Tinh Tinh nên ở trên cây cao nó nhanh nhẹn hơn, còn ở dưới đất thì Tinh Tinh vượt trội hơn. Con Tinh Tinh mai phục, nấp kín đáo và chờ đợi con mồi, và rồi mọi việc đã diễn ra như chúng dự đoán. Thông thường, sự phối hợp của Tinh Tinh luôn thành công. Dường như tất cả các loài động vật sinh ra là đã có sẵn bản năng săn mồi trong cơ thể của nó, giúp nó tồn tại trong cuộc sống ngay từ khi mới sinh ra đời. Một bức tường xung quanh nhà tưởng chừng như rất bình thường, lại là nơi con dẹt giăng bẫy và những côn trùng khác cần phải thận trọng trước những cái bẫy chết người này.
Nhện là một động vật săn mồi theo bản năng. Khi những trứng nhện nở, hàng trăm con nhện con chui ra khỏi vỏ trứng. Trong những ngày đầu tiên, nhện con phụ thuộc vào mẹ, cho đến một tuần sau, nó mới trưởng thành và là những kẻ săn mồi thực thụ. Loài nhện không có sữa, nhưng nó có thể đẻ một số trứng sau khi những đứa con của nó ra đời. Đây là một loại sữa biến thể mà chỉ có nhện mới có. Những trứng này rất giàu năng lượng, đủ để nhện con tồn tại trong 3 ngày đầu. Nhện là loài chân đốt, vì thế những nhện con cần lột xác để lớn lên. Rời khỏi lớp vỏ cũ, lũ nhện con lớn thêm lên một chút. Cơ thể nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng, mà nhện mẹ thì không thể đẻ thêm những quả trứng sữa được nữa. Theo bản năng di truyền được lập trình sẵn trong cơ thể, con nhện mẹ dùng những sợi lông nhỏ trên cơ thể nó kích thích bản năng săn mồi trong lũ con. Lũ con nhanh chóng dồn lại trên thân thể mẹ chúng ngày càng nhiều hơn, và nhện mẹ tự nguyện làm con mồi đầu tiên cho lũ con của chính mình. Những con nhện con tấn công mẹ nó bằng nọc độc, và năng lượng của nhện mẹ đã được chuyển sang thế hệ kế tiếp. Một sự hy sinh tuyệt đối nhưng dành tình mẫu tử. Và kể từ thời điểm đó, những con nhện con đã có thể sống như một kẻ săn mồi độc lập. Đối với loài nhện thì việc săn mồi không cần phải học tập. Tất cả những bản năng ấy đã được ghi sẵn trong gen của chúng. Thế nhưng, đối với một số loài động vật khác thì bản năng không chưa đủ để chúng trở thành những kẻ đi săn. Điều đó có nghĩa là chúng cần phải học tập thế hệ trước ngay từ khi còn bé để có thể săn mồi khi trưởng thành. Con mèo nhà là một động vật săn mồi có bản năng săn bắt bẩm sinh, một kẻ kế thừa xứng đáng của những động vật săn mồi họ nhà mèo. Thế nhưng, mèo con thì hoàn toàn chưa có khả năng săn mồi trong những tuần đầu tiên, cho đến khi trí tuệ của nó phát triển thêm lên một chút và được sự hướng dẫn của mèo mẹ. Mèo mẹ là những cô giáo đầu tiên hướng dẫn cho con của nó những bài học săn mồi trong tương lai. Bước thứ nhất, mèo mẹ thường mang những con chuột đã chết về cho những đứa con của nó vui đùa. Còn bước thứ hai, nó sẽ mang về cho con của nó những con chuột còn sống hẳn hoi. Những bài học đó đã giúp cho lũ mèo con hiểu được con vật nào là ăn được. Bước cuối cùng là cuộc đi săn cùng với mẹ để thực hành những bài học và phát triển kỹ năng săn mồi cùng với bản năng vốn có của nó. Chẳng bao lâu sau, những chú mèo con đã học được nhiều thứ và trở thành những tay săn lão luyện không kém gì mẹ nó. Loài chim cốc xanh, một loài chim nhỏ luôn mang trong đầu một hình ảnh duy nhất là cá. Vì thân thể nhỏ bé nên cốc xanh không thể lội xuống giữa vũng nước sâu để bắt cá, mà đành đứng ven bờ chờ đợi một con cá nào đó vô tình ngang qua. Thế nhưng con vật này đã biết bắt chước những hành vi có lợi cho việc săn mồi của nó một cách độc đáo, không khỏi làm chúng ta phải kinh ngạc. Khi nhìn thấy những em bé vui chơi trên bờ ao, ném bánh mì vụn xuống ao để dẫn dụ cá đến, con cốc đã nảy ra một ý tưởng rằng ở đâu có bánh mì là ở đó có cá. Thế là cốc ta bèn len lén nhặt một mẩu bánh mì rồi lảng sang vũng nước khác để thực hiện việc săn mồi độc đáo của nó. Đầu tiên, nó đặt miếng bánh mì của nó xuống thật gần. Thế nhưng cá lại không đến vì nhìn thấy cái bóng của nó. Lần thứ hai, nó đặt miếng bánh xa hơn một chút và lần này nó đã thành công. Miếng bánh mì của nó đã đổi lấy một con cá, một phần thưởng đáng giá cho một học sinh chuyên cần. Điều đáng tiếc là loài cốc lại không thể học tập lẫn nhau. Khi con cốc xanh này chết đi, nó cũng sẽ mang theo bài học mà nó học được vào thế giới vĩnh hằng. Trong tự nhiên, một số loài động vật săn mồi đã biết truyền thụ kiến thức của mình cho thế hệ kế tiếp, mà loài cá voi sát thủ là một ví dụ độc đáo điển hình. Cá voi sát thủ là những động vật biển có khả năng săn mồi trên cạn.
và con mồi của nó là những con sư tử biển khôn ngoan không kém. Sư tử biển là một trong những tay bơi cự phách, nên việc bắt được chúng ở giữa biển không phải là việc dễ dàng. Theo thời gian, lũ cá voi sát thủ đã tìm thấy vị trí thuận lợi nhất để săn sư tử là điểm tiếp giáp giữa nước và đất liền. Khi những con mồi vừa từ dưới nước bước lên bờ với những bước đi chậm chạp đến mức khó coi. Ngay trong thời điểm thích hợp ấy, những con cá voi sát thủ với trọng lượng khoảng 6 tấn sẽ phóng nhanh lên bờ với tốc độ 40 km/h bằng cách nương theo những con sóng, tóm lấy con mồi rồi đập đuôi quăng mình trở lại biển khơi, thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn của mình. Kỹ năng săn mồi của cá voi sát thủ không phải tự nhiên mà có. Nó cần phải học từ những thế hệ đi trước trong một thời gian dài để có thể tóm lấy những con sư tử biển một cách ngoạn mục. Khi còn bé, những con cá voi sát thủ con tập bơi vào những chỗ nước triều dâng dưới sự hướng dẫn của mẹ. Theo bản năng, những con cá voi sát thủ con rất sợ chỗ nước nông. Nhưng mẹ nó đã bơi phía sau, đẩy nó đến bờ một khoảng cách cần thiết. Và theo thời gian, nó đã học được cách quăng mình lên cạn, rồi ngược lại về biển khơi từ mẹ của nó. Có thể nói, cá voi sát thủ là một loài động vật thông minh hiếm thấy trong những loài động vật săn mồi. Ở vùng biển Argentina, những con sư tử biển được an toàn nhờ một dải đá ngầm bảo vệ. Nhưng những con cá voi sát thủ đã tìm ra một cách bắt những con mồi này nhờ vào óc quan sát thiên nhiên của nó. Từ nhiều thế hệ, lũ cá voi sát thủ đã biết rằng ở vùng biển này, nước triều sẽ dần đến đỉnh điểm vào khoảng 2 giờ và nó chờ sẵn ở bên ngoài rặng đá ngầm. Khi nước lên cao, chúng lặng lẽ tiến sát vào bờ, một khoảng cách có thể quăng mình săn mồi một cách an toàn. Đi săn với các mẹ nhiều lần, những con còn sẽ rèn luyện kỹ năng săn mồi và quá trình học tập này có thể kéo dài trong suốt 40 năm. Như vậy là khi con cá voi sát thủ mẹ chết đi, những kinh nghiệm của nó hoàn toàn được truyền thụ cho những thế hệ kế tiếp, những kẻ vốn sinh ra để trở thành những kẻ săn mồi ác liệt nhất của đại dương. Vùng hạ Sahara châu Phi, mặt trời đang ló rạng trên thảo nguyên. Hiện tại đang là thời điểm trước khi cuộc di cư hàng năm diễn ra. Hàng đàn linh dương đầu bò và ngựa vằn không hay biết, trong đám cỏ kia có kẻ đã rình rập sẵn. Một con thú ăn mồi. Một loài ăn thịt người. Một mãnh thú huyền thoại. Kẻ thống trị muôn loài. Tại đất nước châu Phi Tanzania, vùng Serengeti là một trong những hệ sinh thái lớn và đa dạng bậc nhất thế giới. Nơi đây là ngôi nhà của hàng trăm loài động vật quý hiếm. Sinh sống và trải rộng trên một diện tích tương đương với nước biển. Trên mọi loại địa hình. Từ rừng già đến đầm lầy. Đồi núi. Những đồng cỏ mềm mông. Và thảo nguyên bát ngát. Được coi là một trong 7 kỳ quan của châu Phi, nơi đây cũng là nơi tập trung nhiều nhất loài sư tử châu Phi, Panthera leo. Sư tử thường được chia thành 8 phân loài sống rải rác khắp châu Phi bao gồm Panthera leo, Panthera leo melanocetus, Panthera leo crisseri, Panthera leo pleyanbeki, Panthera leo senegalensiso, Panthera leo asandica, Panthera leo nubica, Panthera leo persica. Sư tử tập trung nhiều ở vùng Nam sa mạc Sahara và Ấn Độ. Sư tử là loài lớn thứ hai trong họ mèo. Vốn là loài săn mồi bậc cao, đứng đầu chuỗi thức ăn. Từ hàng ngàn năm nay,
sư tử sống ở đâu, chúng là kẻ thống trị nơi đó. Bắt đầu từ tổ tiên của các loài họ mèo, từ cách đây 10 triệu năm, loài sư tử xuất hiện cách đây khoảng 700.000 năm. Xuất hiện đầu tiên ở phía Nam Châu Phi. Sư tử dần di trú lên phía Bắc và chia thành các phân loài như ngày nay. Ngay từ xa xưa, sư tử đã tiến hóa để thích ứng với môi trường sống cao độ của nó. Bộ lông màu nâu vàng trùng màu với đám cỏ mọc cao và màu đất cát giúp chúng ngụy trang dễ dàng. Thân hình với cơ bắp thon gọn, thích hợp cho việc chạy nhanh và những cú vồ mồi dữ dội, chớp nhoáng. Một loài thú ăn thịt hoàn hảo. Sinh ra để thống trị. Sư tử là một trong những loài động vật dễ dàng nhận biết và cũng gắn với nhiều truyền thuyết nhất trên thế giới. Sư tử từ trước đến nay thường được coi là biểu tượng của hoàng gia, của quyền uy và sự tôn trọng tự nhiên. Sư tử là biểu tượng của châu Phi, biểu tượng của thiên nhiên hoang dã và là biểu tượng của rừng già. Thực tế, dù thường được coi là chúa tể rừng xanh, nhưng sư tử lại ít khi bén mảng vào sâu trong rừng nhiệt đới rậm rạp. Với kích cỡ lớn gấp đôi một người đàn ông trưởng thành, sư tử châu Phi đực có thể nặng đến 250 kg. Và trong số các loài mèo lớn thì chỉ duy nhất có loài hổ là trên cơ sư tử. Khác với các loài mèo khác, sư tử sinh sống và săn mồi theo đàn. Mỗi đàn sư tử có thành viên trung tâm là một số các con sư tử cái, có quan hệ gần gũi, huyết thống và chỉ có 1 đến 2 con đực. Khu vực sinh sống của đàn sư tử thường là một lãnh thổ được đánh dấu và mở rộng, lấy mốc bắt đầu từ nơi nuôi con hoặc nơi nghỉ ngơi của các con sư tử cái. Con sư tử đực sẽ chịu trách nhiệm đi tuần quanh biên giới lãnh thổ của đàn. Săn mồi và kiếm thức ăn cho cả đàn thường là nhiệm vụ các con cái đảm đương. Vì chúng có thân hình nhỏ và thon gọn hơn, do đó chúng nhanh nhẹn và dẻo dai hơn. Còn con đực sẽ trông coi đàn sư tử con. Con mồi săn được nếu nhỏ sẽ được mang về nơi đàn sư tử tập trung. Còn nếu con mồi lớn thì cả đàn sẽ đến ăn ngay tận nơi. Thường sư tử ăn mồi trong nhiều giờ liền và thường là khi đêm xuống. Sư tử là loài chạy nước rút chứ không phải là loài chạy bền trong quãng đường dài. Sư tử cái săn theo từng nhóm, kiên nhẫn rình mồi từ các vị trí chiến lược.
đầu cúi thấp. Vai nhô cao. Đứng im. Không nhúc nhích. Rồi thình lình lao ra vồ. Trước khi con mồi kịp biết thứ gì đang tấn công mình, thì con mồi đã chết ngạt vì cú cắn mạnh của con sư tử vào cổ hay vào mặt nó. Dù thường được cho là loài săn mồi tàn bạo, với con mồi chủ yếu là linh dương đầu bò, ngựa vằn hay lợn hoang, nhưng thực tế hơn một nửa lượng thức ăn của sư tử đến từ việc đi ăn xác. Ít có loài thú nào dại dột đến mức đối đầu với sư tử nếu sư tử có đến chiếm mất con mồi chúng mới săn hạ được. Là loài hoạt động chủ yếu về đêm, phần lớn thời gian ban ngày sư tử dùng để ngủ. Đến lúc chạng vạng tối, chúng mới bắt đầu đi săn mồi. Sư tử cũng là loài mèo duy nhất, con đực và con cái có dáng vẻ bên ngoài khác nhau rõ rệt. Con đực có mồm lầm sờm rất dễ nhận biết. Màu sắc, độ dài và độ mượt của mồm sư tử có thể là thước đo cho thấy sức khỏe cũng như là giống của con sư tử đực đó. Mồm càng dài, càng sẫm màu thì chứng tỏ là con sư tử càng khỏe mạnh. Chức năng chủ yếu của mồm sư tử là để uy hiếp đối phương, vì trong con thú sẽ to lớn hơn trong các cuộc đối đầu. Điều này giúp bảo vệ đàn sư tử khỏi các con sư tử đực lang thang đang tìm cách gia nhập đàn, tránh xung đột trực diện. Tuy nhiên, nếu có thách thức, con đực trong đàn sẽ tranh đấu đến chết với con sư tử lang thang, vì nó cũng là bố của các con sư tử con trong đàn. Nếu nó thua cuộc và con sư tử mới thay thế vị trí của nó trong đàn, con đực mới sẽ giết chết tất cả các con còn trong đàn để sau đó thay bằng con của nó. Chu kỳ giao phối của sư tử diễn ra nhiều lần trong năm. Bắt đầu khi con sư tử cái động đực, mỗi lần có thể kéo dài nhiều ngày với khoảng cách đều đặn. Vì hoạt động giao phối làm con cái đau đớn, nên con đực phải dùng sức để giữ chặt con cái. Con đực tiếp cận con cái từ phía sau, cắn vào cổ con cái để giữ nó nằm yên. Trong mỗi chu kỳ, con cái sẽ giao phối với con đực nhiều khi đến 40 lần một ngày. Thường cả hai sẽ bỏ luôn cả ăn uống. Sau khi giao phối, con cái sẽ lăn lộn trên đất để tăng cơ hội thụ thai, còn con đực sẽ đi sang chỗ khác, tránh sự hung dữ của con cái sau khi giao phối.
Sau đó khoảng 110 ngày, một lứa khoảng từ 1 đến 4 con sư tử con ra đời. Ban đầu, một mình sư tử mẹ chăm sóc đàn con yếu ớt. Đàn sư tử con được nuôi ở một nơi tách biệt khỏi đàn cho đến khi chúng được 1 đến 2 tháng tuổi. Lúc mới sinh, sư tử con không nhìn được và cũng không có khả năng di chuyển. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, chúng không chỉ học được cách bò trường mà còn biết chạy nhảy. Điều này làm sư tử mẹ rất mệt mỏi vì thường xuyên phải rời ổ đi nơi khác để tránh mùi của sư tử con lan ra quá rộng, thu hút kẻ thù đến. Trách nhiệm nuôi sư tử con thường được chia sẻ với các con sư tử cái khác trong đàn. Vì chu kỳ sinh sản của chúng thường được đồng bộ với nhau, để con cái nào cũng có thể cho con bú và bảo vệ sư tử con. Đến khi được 2 hay 3 tuổi, sư tử được coi là đã trưởng thành và có khả năng sinh sản. Nhiều con sư tử đã bắt đầu giao phối với các con khác trong đàn. Các con cái nghiễm nhiên trở thành thành viên trong đàn. Con sư tử đực thường sẽ bị chính con sư tử đực cha nó đánh đuổi ra khỏi đàn để tìm đàn riêng cho mình. Hầu như tất cả các con đực đều trải qua giai đoạn này. Chúng được gọi là những con sư tử lang thang. Đúng như tên gọi, chúng lang thang khắp các vùng đồng cỏ, cố gắng tìm kiếm một đàn sư tử khác có con đực chúng có thể đánh bại. Cuộc sống ở Serengeti đầy nguy nan và hiểm nghèo. 80% số con sư tử con đã chết trước khi chúng kịp đến tuổi trưởng thành, vì chết đói hoặc bị thú dữ ăn thịt. Chó rừng, linh cẩu, báo, đại bàng và rắn là những mối đe dọa chính đối với sư tử con. Tỷ lệ tử vong ở sư tử trưởng thành cũng đặc biệt cao do xung đột lãnh thổ với các đàn khác, do con người can thiệp và do nạn săn bắn. Từng có số lượng lớn sinh sống rải rác khắp châu Âu, miền Bắc châu Phi và lục địa Tiểu Á. Giờ đây, số lượng sư tử suy giảm nghiêm trọng, chỉ còn khoảng 16.000 cá thể ở phía nam sa mạc Sahara và ở Ấn Độ chỉ còn khoảng 400 cá thể có nguy cơ đe dọa tuyệt chủng. Ngày nay, khi khả năng duy trì đời sống động vật hoang dã của môi trường tự nhiên ở châu Phi ngày càng kém, cộng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ phía loài linh cẩu phát triển mạnh, với các bệnh tật gây ra bởi giao phối cận huyết trong quần thể số lượng hạn chế và nạn săn bắn thú hoành hành. Giờ đây, sư tử được coi là loài dễ bị tổn thương với nhiều phân loại đang bị đe dọa, đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại, con người đã coi việc săn bắn sư tử như một môn thể thao, hoặc họ sẽ bắt sư tử về nhốt trong chuồng. Người La Mã còn đưa sư tử vào các đấu trường sinh tử, nơi họ sẽ đẩy những người tử đạo Kitô vào đấu trường để bị sư tử ăn thịt. Môi trường sống của sư tử đã suy giảm nghiêm trọng từ khi quá trình thuộc địa hóa và đô thị hóa ở châu Phi diễn ra
bắt đầu từ thế kỷ thứ 19. Với nhiều câu chuyện được lan truyền rộng rãi về việc sư tử là loài ăn thịt người hung dữ, chúng đã bị săn bắn và giết hại hàng loạt để bảo vệ hoạt động buôn bán nô lệ và ngà voi đang trên đà phát triển. Với câu chuyện nổi tiếng nhất diễn ra ở sông Savo vào năm 1898 ở Kenya. Hai con sư tử đực không bờm to lớn lạ thường đã tấn công và giết hại gần 40 công nhân đường sắt. Hai con sư tử được những người công nhân đặc biệt danh là Bóng Mà và Bóng Đêm. Họ sợ hãi sư tử đến mức mê tín và giai thoại dần dần trở thành một phần của huyền thoại châu Phi. Câu chuyện này cũng góp một phần đáng kể vào nỗi sợ của người châu Âu với loài sư tử hung bạo ở lục địa đen. Một phần không nhỏ số lượng sư tử trên thế giới hiện tại đang được giữ trong các vườn thú hay các công viên động vật hoang dã. Nhiều con trở nên béo phì và ngày càng bị thuần hóa. Không còn khả năng tồn tại trong thiên nhiên hoang dã và thường xuyên bị đưa vào các tiết mục giải trí cho công chúng. Ví dụ như trong các chương trình xiếc thú. Và dù sư tử rất hiếm khi tấn công người, nhưng vì con mồi ngày một khan hiếm, cộng với việc nơi sinh sống của con người ngày càng lấn sâu vào lãnh thổ của sư tử, nên ngày càng có nhiều con sư tử tấn công và ăn thịt con người. Ước tính chỉ riêng ở Tanzania, hàng năm xảy ra hơn 70 vụ người bị sư tử giết hại và ăn thịt. Với hàng trăm vụ dân làng hay khách du lịch bị tấn công và giết hại xảy ra rải rác khắp châu Phi. Vì lý do này, lại một lần nữa, việc săn sư tử nở rộ trở lại với thị trường chợ đen trên mạng ngày càng mở rộng nhanh chóng để trao đổi buôn bán răng, da và các chiến lợi phẩm khác. Chúa tể Sơn Lâm lại một lần nữa bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Nhưng hiện tại, sư tử vẫn là một trong những loài hoang dã săn mồi còn lại cuối cùng trên trái đất. Bình minh ló dạng trên vùng thảo nguyên châu Phi, loài linh dương lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng phải di chuyển liên tục để tìm cỏ và nước uống.
Đây là một cuộc di cư lớn, và từ hàng triệu năm nay, cuộc di cư này vẫn không thay đổi. Ngắm đàn linh dương di cư, ta như đang nhìn thấy những hình ảnh từ quá khứ xa xưa. Chứng kiến tự nhiên theo đúng nghĩa của nó, thế giới tự nhiên của sư tử và linh dương châu Phi. Thời gian và địa chất đã tạo nên một vùng đất tuyệt vời cho động vật và sự tiến hóa của chúng. Nơi đây, tự nhiên đã tạo ra một hệ thống cân bằng và có kiểm soát. Một hệ sinh thái đảm bảo sự đa dạng và phát triển dồi dào của động vật. Và đôi khi, những động vật mệt mỏi có thể nghỉ ngơi thoải mái ở nơi đây. Đây là công viên quốc gia Serengeti, nằm gần biên giới hai nước Tanzania và Kenya. Ngày nay, công viên này hầu như không thay đổi so với trước kia. Đây là khu vực thuộc Tanzania. Nơi đây có khoảng 3.000 con sư tử Serengeti sống theo đàn. Mỗi đàn có một vài con sư tử cái, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đàn con và chiếm lĩnh một vùng lãnh thổ riêng, rộng khoảng 125 km vuông. Trong mạng lưới cộng đồng này, sư tử đực có hai nhiệm vụ là sinh sản và bảo vệ. Hiện giờ, chúng đang nghỉ săn mồi để tránh cái nắng nóng thiêu đốt của ban ngày. Hoạt động săn mồi thường được thực hiện vào buổi chiều mát mẻ hoặc ban đêm. Còn ban ngày, chúng đi dạo quanh khu vực ranh giới lãnh thổ của đàn để đánh dấu và xua đuổi những kẻ xâm nhập. Đó là ý nghĩa của từ xác định lãnh thổ. Từng đàn sư tử nằm yên trong lãnh thổ của mình, chờ đợi đàn linh dương đông đúc đi qua. Đây là vương quốc của chúng. Ra khỏi màn sương mờ của quá khứ và những di vật tiền sử, trong một tương lai không xác định, loài sư tử vẫn sinh sống theo một cách hoang dại. Đây là loài tê giác đen. 2.500 năm trước đây, người Hy Lạp đã đặt tên cho loài vật này. Tê giác nghĩa là mũi, và nó có một cái mũi rất đặc trưng. Nhưng không may là cái mũi đó lại chính là nguyên nhân làm giảm số lượng của loài này. Loài tê giác đen đã bị săn đuổi đến mức gần như bị tuyệt chủng. Trên hành tinh hiện chỉ còn vài nghìn con sống sót. Tê giác không hoàn toàn là màu đen mà chỉ là màu tối. Nước mưa là nguyên nhân khiến cho một số loài động vật có vú có màu đen như vậy. Chúng không bị tấn công bởi những loài vật khác săn mồi. Những kẻ dám tấn công tê giác con là vì chúng quá đói khát mà thôi. Tê giác có tính tự lập cao, đôi khi chúng trở nên hung bạo và khó đoán, nhưng rõ ràng đó là bản tính tự nhiên của chúng. Đó là lý do tại sao chúng không phải là con mồi của hầu hết các loài động vật ăn thịt. Vẻ ngoài dữ dằn của tê giác khiến không kẻ nào dám tấn công, và chúng là những chiến binh của Serengeti. Đây là hình ảnh mùa khô của hồ Magadi. Thời tiết ở đây rất nóng, chỉ những động vật chịu nóng giỏi nhất mới có thể sinh tồn được. Khu vực này gần như là đồi trọc. Trận mưa gần đây nhất đã từ cách đây rất lâu. Nhiệt độ ban ngày lên cao khủng khiếp. Nước ở đây giống như một điều viễn vông. Nhưng với loài voi thì khác. Loài vật này có trí nhớ rất tốt. Chúng có thể tìm được nguồn nước đã bị bỏ quên từ lâu. Đôi khi là những nguồn nước nằm rất sâu dưới lòng đất. Voi của chúng rất thính và có khả năng đánh hơi mùi nước tốt là một trong những nguyên nhân giúp chúng thành công. Ngoài ra, trí nhớ tuyệt vời cũng giúp chúng xác định được đúng nơi có nước. Vòi voi là một trong những sáng tạo tuyệt vời của tạo hóa. Chiếc vòi của chúng có đến 40.000 cơ giúp chúng thực hiện từ các công việc nặng nhọc cho đến những việc nhẹ nhàng như nhặt một cọng cỏ mà không bị rơi. Nhưng tác dụng lớn nhất của vòi voi là xác định vị trí có nước. Vòi cần uống rất nhiều nước, khoảng 160 đến 200 lít nước mỗi ngày. Chúng phải tìm đủ nước, nếu không chúng sẽ chết. Sau khi đã được đáp ứng nhu cầu giải khát, giờ nó sẽ phải đi tìm thức ăn. Mỗi ngày, một con voi cần rất nhiều kg cỏ và cây. Đây là một chuyến đi gian khổ, nhưng chúng đều đã từng trải qua hành trình này kể từ buổi ban đầu. Vấn đề chỉ là chỗ làm sao để tiến lên. Sự vất vả sẽ được đền bù. Vất vả làm gia tăng áp lực buộc linh dương phải đối mặt. Từ đó, chúng sẽ rút ra kinh nghiệm. Không phải tất cả đều sống sót.
nhưng những con sống sót sẽ tạo ra giống loài dài sức và tinh nhuệ hơn. Công viên quốc gia Masai Mara có thể là khu vực khắc nghiệt nhất, do đó những cuộc di cư dài hàng trăm cây số vẫn thường xuyên diễn ra. Sư tử với cái dạ dày rỗng đang dõi mắt theo từng bước đi của đàn linh dương một cách chăm chú và thèm khát. Linh dương là loài vật dễ thay đổi. Chúng có thể sống và sinh sản trong những môi trường sống khác nhau. Cuộc sống di cư mang lại cho chúng những thứ chúng cần. Một cuộc di cư lớn sắp diễn ra bởi những dòng nước ngọt ngào và đồng cỏ xanh mát đang mời gọi chúng. Ngựa vằn sống theo từng gia đình nhỏ gồm một con đực, một vài con cái và các con ngựa con. Chúng cùng di cư với linh dương. Số lượng của loài này hiện nay khá ổn định. Linh dương châu Phi là loài duyên dáng nhất trong các loài linh dương. Khi bị tấn công, chúng chạy theo đường chữ chì với tốc độ rất nhanh khiến kẻ thù lúng túng. Loài trâu không cần phải thông minh hay khỏe khoắn. Chúng là những võ sĩ nhà nghề nặng một tấn. Sư tử cần chất đạm, nhưng để đổi được bữa ăn no đó, nó có thể sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Ojibi là một thành viên thuộc họ linh dương. Loài vật nhút nhát này được đặt tên như vậy là do chúng có đôi mắt rất long lanh. Người Hy Lạp cổ nói rằng chúng có đôi mắt sáng. Người Ả Rập lại gọi chúng là linh dương Kazen, nhưng ý nghĩa của hai tên gọi trên là như nhau, đều có nghĩa là đôi mắt sáng. Còn đây là linh dương Thompson Gaze, gọi tắt là Tommy, cũng giống như các thành viên khác thuộc họ linh dương. Linh dương Thompson Gaze dựa vào khả năng phản ứng nhanh để có thể thoát khỏi kẻ thù. Chúng sống theo từng đàn nhỏ, trong đàn luôn có một số con cảnh gác và cảnh báo kẻ thù. Linh dương Grand Gaze có kích thước lớn hơn linh dương Tommy Gaze. Phần đuôi có hình đặc biệt của chúng làm kẻ thù lúng túng. Một trong số những thành viên có kích thước lớn nhất thuộc họ linh dương là linh dương có sừng cong. Chúng có gương mặt dài và gầy. Loài linh dương Ilan to lớn có kích thước lớn nhất trong số các loài linh dương. Chúng có cặp sừng dài gần 1 mét. Mặc dù có kích thước cồng kềnh, nhưng khi bị tấn công, chúng có thể nhảy cao hơn 2 mét lên trên không trung. Loài lợn Warthog bé nhỏ có thể đứng rất vững. Chúng có cặp sừng ngắn và nhọn. Kẻ thù thường tấn công chúng từ phía sau khi chúng chạy trốn. Nếu tấn công vào phần đầu, kẻ tấn công sẽ gặp rắc rối. Con báo đang tha xác con linh dương Tommy lên cây. Tại Serengeti có một luật lệ là những kẻ săn mồi nhỏ hơn thường phải giấu chiến lợi phẩm của mình, không cho những con sư tử cơ hội tiếp cận. Vị vua đồng cỏ là những kẻ thích đi ăn trộm thay vì tự mình đi săn. Ở trên cây, thường thì nó sẽ tránh được sư tử. Nhờ sự tiến hóa đặc biệt, loài hươu cao cổ có chiếc cổ rất dài, giúp chúng với được lên những ngọn cây cao. Độ cao là một lợi thế mà những loài khác không thể có được. Nhưng loài hươu cao cổ không chỉ có lợi thế về chiều cao, mà lưỡi và môi của chúng còn có khả năng vặt và lấy lá cây rất tốt. Chiều cao không chỉ mang lại cho chúng khả năng tiếp cận nguồn thức ăn tốt, mà còn mang lại cho chúng sức mạnh. Những chiếc chân dài có khả năng tung ra những cú đá rất mạnh. Một đòn tấn công hiểm nhắm vào những động vật họ mèo to lớn đang thèm khát nguồn dinh dưỡng từ thịt hươu. Chơi đùa chính là hình thức tự học cho tất cả các loài động vật khi còn nhỏ. Ngay cả con người cũng vậy. Ngắm nhìn con voi mẹ và lũ con, ta thấy Serengeti là nơi nuôi dưỡng chứ không chỉ là nơi săn mồi và giết chóc. Phần lớn động vật ở đây chỉ ăn cây cỏ. Tuy nhiên, kể cả với những loài động vật ăn thịt, thì ý nghĩa quan trọng của cuộc sống vẫn là bảo vệ và dạy dỗ các thế hệ tiếp theo. Liệu chúng có thực sự giống với chúng ta? Nhờ hoạt động bảo tồn ở châu Phi, chúng ta vẫn còn có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Một đàn gồm rất nhiều con linh dương đang di chuyển. Đây là cuộc dạo chơi của động vật, một cuộc di cư vĩ đại. Khi sư tử cái sinh con, sư tử đực phải ở bên cạnh trong 2 năm cho đến khi sư tử con có thể tự lập. Nhưng dù vậy, 80% số sư tử con cũng không thể sống sót trong 2 năm đầu đời. Trong lúc đó, loài linh dương vẫn đang phải cảnh giác với các cuộc tấn công tiếp theo. Nhưng ngày hôm nay, chúng không phải quá dè chừng với những con sư tử này.
Lúc này, Serengeti đã trở thành nơi vắng vẻ. Ta thậm chí có thể cảm nhận thấy sự tuyệt vọng. Những kẻ săn mồi như sư tử khi còn nhỏ rất cần sự trợ giúp của bố mẹ. Chúng không thể di cư theo nguồn thức ăn. Những con non còn sống sót sẽ rất gầy. Mỗi ngày đều là một thách thức lớn. Con nào sẽ ăn và con nào không được ăn. Chết đói, thiếu thức ăn là những nguyên nhân khiến con non không thể sống sót. Như vậy, không có một vùng đất yên bình nào cho chúng. Sư tử hoang dã cần sống theo cộng đồng, sống theo đàn, cùng nhau nuôi nấng con cái. Đây là một cách đảm bảo tương lai hiệu quả. Lối sống này cũng cho phép chúng đi săn tập thể. Dụ đàn linh dương di cư vào khu vực các con sư tử cái khác đang rình mồi. Trong chúng cũng ra dáng những bảo mẫu tận tụy. Nhưng sư tử cái lại chính là những con phải chịu trách nhiệm săn mồi, từ khâu chuẩn bị cho tới khâu săn mồi đẫm máu. Đã nhiều ngày nay, đàn linh dương không được uống nước thỏa thích. Vào thời điểm này, khi kẻ thù của chúng đang cận kề, những con linh dương non yếu và già là những con rất dễ bị tấn công. Con linh dương này đã bị hạ bởi những con chó hoang, nhưng sư tử đã nhanh chóng đến cướp con mồi. Chúng tận hưởng chiến lợi phẩm cướp được trong sự bất lực của những con chó hoang. Tất cả đều trông rất thèm khát và khổ sở. Chúng cần uống nước. Nhưng với loài vật đã thường xuyên trải qua những cuộc hành trình như thế này, thì chúng chỉ cần tiếp tục tiến lên, tiếp tục sống. Có một dấu hiệu tốt, đó chính là nơi này, nơi mang lại sự sống của sông Mara. Serengeti theo ngôn ngữ Maasai nghĩa là nơi hoang dã. Nhưng may mắn thay, nơi hoang dã đó lại được chia cắt bởi dòng sông Mara. Dòng sông luôn chứa đựng nguồn nước mát dẫn tới hồ Victoria. Nguồn nước mát này có sức hút lạ kỳ. Chẳng mấy chốc, tất cả các loài vật sẽ đến đây. Ngựa vằn theo tiếng của những người dân bản địa có nghĩa là con lừa có sọc kẻ. Dòng sông này cũng là nơi sinh sống của một loài sinh vật khổng lồ quen thuộc. Loài hà mã có trọng lượng lên tới 3 tấn. Nó có lớp da dày, hàm răng sắc và khả năng đi tiểu ra phía sau rất kỳ lạ. Khả năng kỳ lạ này được gọi là đặc tính đi tiểu về phía sau. Khả năng này liên quan đến quá trình tiến hóa của chúng. Chúng không phải là loài vật linh hoạt nhất, nhưng đôi tai của chúng có thể cụp lại khi lặn xuống. Chúng thậm chí còn có thể giao phối và sinh con dưới nước. Hà mã có thể lặn dưới nước tới 6 phút. Theo truyện dân gian châu Phi, khi Chúa tạo ra muôn loài, Chúa hỏi loài hà mã muốn sống ở đâu. Hà mã trả lời, sống trong dòng sông mát. Chúa nói, nếu vậy, các người không được ăn cá. Hà mã trả lời, vậy chúng con sẽ không ăn cá. Và hà mã đã giữ lời, chúng chỉ ăn cây cỏ. Hà mã dành phần lớn thời gian trong ngày ngâm mình dưới nước để tránh cái nắng thiêu đốt của mặt trời. Nhưng vào buổi tối và ban đêm, chúng sẽ lên bờ ăn cỏ. Hà mã có thể ăn tới hàng chục kg cỏ mỗi lần. Chúng là loài động vật chỉ ăn cỏ, nhưng chúng cũng khá nguy hiểm với con người. Hàng năm, số người bị chết vì hà mã tấn công ngày càng nhiều hơn so với nạn nhân chết vì sư tử và cá sấu. Các vụ tấn công thường xảy ra vào buổi tối do nạn nhân vô tình va vào chúng khi chúng đang đứng lẫn trong bụi cỏ cao. Sư tử rất hiếm khi tấn công hà mã, dù đôi khi chúng cũng tấn công những con hà mã non. Nhưng khi đó, chúng phải rất đói vì chúng có thể sẽ phải trả giá đắt cho bữa ăn này. Dòng chảy liên tục của sông Mara giúp duy trì cuộc sống của hà mã. Không chỉ vì độ sâu của dòng sông, mà còn vì chúng giúp cây cỏ ven sông mọc tươi tốt. Nếu dòng sông này không còn, thì hà mã cũng sẽ có chung số phận. Khu vực này có rừng bao phủ, cây cối mọc nhờ nguồn nước sẵn có. Khi nguồn nước cạn, cỏ sẽ thay thế cây, và khi đó khu vực này sẽ trở thành đồng cỏ. Nhưng điều đó không xảy ra ở nơi đây. Nước cũng tạo thành những bãi đầm lầy rộng lớn cho trâu nước. Với nguồn nước và cỏ dồi dào, trâu nước có thể sinh trưởng tốt. Chúng không phải lo ngại điều gì. Loài hoãng nước cũng không phải lo ngại nhiều. Chiếc mũi thính của chúng có khả năng đánh hơi, phân biệt mùi rất giỏi. Khi bị sư tử săn đuổi, nó sẽ lao xuống nước. Còn khi bị săn đuổi bởi cá sấu, nó sẽ tránh xa nước. Khu rừng có rất nhiều khỉ sinh sống. Khỉ đầu chó sống theo bầy đàn, cùng nuôi dạy những con non, tìm thức ăn tập thể và bảo vệ lẫn nhau. Chúng có hàm răng sắc và có thể ăn cả những con gepa mới đẻ.
Ngắm nhìn những chú khỉ này, ta khó có thể mường tượng làm thế nào mà tổ tiên của loài người lại được tiến hóa từ một số loài khỉ có cuộc sống như ở đây. Chúng chia sẻ thức ăn với nhau. Đổi lại, chúng có được cuộc sống bầy đàn với tình yêu thương chăm sóc lẫn nhau và một cuộc sống vô cùng thú vị. Dòng sông có sức quyến rũ rất lớn. Nó hứa hẹn mang đến nguồn nước mát lành, nguồn cỏ cây xanh mướt vô tận. Nó cũng tiềm ẩn những kẻ săn mồi, bởi nơi nào có nước, nơi đó sẽ có thịt. Vấn đề là ở chỗ ta thường tập trung quá nhiều vào những động vật to lớn như sư tử, voi và không để ý gì đến những động vật nhỏ hơn. Cò mỏ yên ngựa, bồ nông trắng, cò quằm có mỏ còng, được người Ai Cập xem như là ngòi bút của chúa. Một con gà sao không đủ cho một bữa ăn, nhưng nó vẫn là một chiến lợi phẩm không dễ dàng gì với loài vật thuộc họ mèo đang đói khát. Chim cô tác Cody thường lững thững đi trong gió nóng, bắt những con côn trùng chúng gặp. Loài sếu vương miệng cũng dùng chiến lược này. Đà điểu thích nghi với cái nóng nhờ bộ lông xốp dày. Bộ lông giống như chiếc ô che chở cho chúng. Gió thổi nhẹ vào bộ lông xốp giúp tỏa một lượng nhiệt rất lớn. Chim kền kền bay lượn trên bầu trời Serengeti. Điều đó có nghĩa là phía dưới đang diễn ra một bữa tiệc. Nhờ khả năng bay xa và tầm nhìn rộng, chim kền kền có thể sống dựa vào việc ăn các phần thừa của động vật bị bỏ lại. Chúng không phải tự săn mồi, chúng cũng không sợ gì cả. Kền kền có thể đậu cách kẻ săn mồi chỉ khoảng hơn 1 mét. Những kẻ săn mồi đó có thể dễ dàng xé chúng thành nhiều mảnh. Nhưng may mắn là những kẻ đó còn đang mải mê với bữa tiệc. Khi hầu hết bầy chó rừng đã bỏ đi, lũ kền kền đáp xuống nhiều hơn. Quang cảnh trông có vẻ hỗn loạn, nhưng thực ra trong đám đông kền kền này, thuyết sự sống còn của những kẻ thích hợp nhất của Darwin lại được áp dụng. Những kẻ không có khả năng chịu đựng hay yếu sẽ bị con khác mổ, sẽ không xứng đáng được tồn tại hoặc tái sinh. Đó chính là sự tiến hóa. Giờ đang là tháng 9, đã đến lúc đàn linh dương đông đúc phải quay trở lại phía nam để tìm cỏ xanh và nước mát. Chúng sẽ phải đi qua cửa sông Mara. Nhưng dòng sông giờ đây tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Sau nhiều ngày dài di chuyển, đàn linh dương đã đến được bờ sông. Chúng chờ đợi thời điểm thích hợp để băng qua. Rõ ràng đây chưa phải là lúc thích hợp, có quá nhiều nguy hiểm đang chờ đợi chúng. Trên thực tế, việc vượt sông không phải là sự hy sinh. Đàn linh dương sẽ tránh các con cá sấu to lớn giống như cách chúng tránh những con sư tử của Serengeti. Khu vực quanh sông là nơi hiểm yếu nhất. Đàn linh dương tập trung tại điểm chúng định vượt sông. Sớm muộn gì chúng cũng phải vượt qua sông. Lúc này đoàn linh dương chỉ quanh quẩn ở khu vực này. Chúng sẽ vượt sông vào thời điểm mà chúng thấy thích hợp. Những con linh dương đã từng trải qua thử thách này. Chúng biết mình phải làm gì. Đây là bản năng thông minh của động vật. Tuy nhiên, nếu trời quá nóng, xung quanh lại không có nhiều cây cao, thì những bóng râm trở thành mặt hàng quý hiếm không kém gì nước. Những cơn mưa nặng hạt sẽ làm biến đổi đất, thôi thúc đàn linh dương tiếp bước. Dòng nước mát làm chúng nhớ tới những thảm cỏ xanh đang chờ chúng ở phía nam. Tất cả chúng đều căng thẳng, yếu và gầy đi. Nhưng niềm hy vọng duy nhất của chúng vẫn là vượt qua bờ bên kia của sông Mara. Để vượt qua sông, lũ linh dương sẽ phải chịu những mất mát. Một số con sẽ phải hy sinh, nhưng cả đàn sẽ vẫn sống sót. Đây không phải là một cuộc dạo chơi trong công viên, mà là một chuyến đi thực sự. Đây là một cơ cấu rộng lớn, gồm đàn linh dương, kẻ săn mồi và đất mẹ. Tất cả đều phụ thuộc vào nhau, tìm kiếm nhau. Cách thức hoạt động của cơ cấu này đúng là kỳ diệu. Ngày mai, ở tại nơi này, điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra. Cuộc thử lửa đầu tiên. Trong không khí mát lạnh của buổi sớm mai, bạn có thể thấy hơi thở phả ra của con sư tử. Nó đang thà xác một con ngựa vằn. Cuộc săn mồi đã diễn ra thành công vào ban đêm. Con sư tử đang nằm bên bờ sông, lim dim thư giãn. Với đàn linh dương thì đây chính là vận may của chúng. Vì sư tử đã no nên nó sẽ ngừng đi săn trong vài ngày. Giờ thì đàn linh dương chỉ lo sợ một kẻ thù chính là dòng sông Mara. Đó là một trở ngại khó lường cản bước đàn linh dương. Hôm nay chúng sẽ phải vượt qua một nơi mà chúng rất dè chừng. Việc bơi đối với loài linh dương là hoàn toàn phi tự nhiên. Đó là cái bẫy chết người.
nhưng chúng đều biết rằng đó là con đường mà chúng phải vượt qua. Một tiếng sau khi bình minh hé rạng, những con linh dương đầu tiên đi tới bờ sông để xem xét tình hình. Ta có thể cảm nhận được tinh thần hăng hái, phấn chấn muốn vượt qua thử thách. Nhưng không con nào đi tiếp. Tất cả đều chờ con dẫn đường chọn được địa điểm và thời điểm thích hợp. Đàn linh dương không đi một cách tự phát. Chúng tuân theo những con đầu đàn một cách tuyệt đối. Hành vi này được hoàn thiện qua quá trình trải nghiệm và tiến hóa. Cuối cùng, vào lúc 8 giờ sáng, một con dẫn đường bắt đầu lao xuống nước. Không có dấu hiệu gì của cá sấu, và rồi tất cả những con còn lại cũng đi theo lối đó để vượt qua dòng sông Mara chảy xiết. Mong muốn để sang đến bờ bên kia sông của đàn linh dương rất lớn. Người ta thường nói rằng kỷ luật là yếu tố luôn thường trực trong đầu linh dương. Nhưng điều thật sự đúng ở đây là sự sợ hãi. Vì dòng sông là nơi có những kẻ thù nguy hiểm, nên cách chúng xếp theo hàng cũng tương tự như khi chúng bị sư tử săn đuổi. Chúng đang chạy để bảo toàn mạng sống. Đàn linh dương đang tập trung vào các kỹ năng, chạy như bay và chiến đấu. Ta có thể thấy điều đó trong mắt chúng. Linh dương là loài động vật bơi giỏi, nhưng nó chỉ đúng với những con còn khỏe. Còn những con đã yếu sau những ngày dài di chuyển căng thẳng có thể bị chết đuối. Những con còn non và ít kinh nghiệm sẽ bị lúng túng bởi tiếng ồn và sự nguy hiểm khi qua sông. Những con già yếu cũng chịu rủi ro. Chúng không thể sống sót qua quá nhiều thử thách như vậy. Thực tế, vấn đề không phải là làm thế nào để nhảy xuống nước, mà là làm thế nào để thoát ra khỏi dòng nước khi có quá nhiều con bám theo. Đàn linh dương đi theo một hàng ban đầu, giờ đã tách thành mấy hàng. Tất cả đều cố gắng để săn được bờ bên kia. Sừng và móng là vũ khí bảo vệ chúng thoát khỏi hàm răng của sư tử và cá sấu. Tại thời điểm này, mọi kỷ luật đã bị phá vỡ. Những con non và những con hiếu động hấp tấp lao xuống dòng nước tung bọt. Bỗng nhiên, chúng biến thành những lực sĩ động vật có khả năng nhảy cao đến 6 mét. Ở phía bên kia của bờ sông, trong đám đông hỗn loạn, khả năng bị thương vào thời điểm này là rất có thể xảy ra. Sư tử đã sẵn sàng chờ đợi cơ hội đó. Đáng buồn thay là có nhiều con linh dương đã bị thiệt mạng sau khi sang đến bờ bên kia sông Mara. Nguyên nhân do sự hỗn loạn này hơn là do sư tử và cá sấu. Đó cũng chính là sự chọn lọc và tiến hóa của đàn. Bản năng sinh tồn khiến chúng không bận tâm đến điều gì khi vượt sông. Ngay cả những cú đá hiểm của các con khác trong đàn cũng vậy. Bên kia bờ sông có một số chỗ mà linh dương không thể leo lên được, trừ khi chúng trèo lên người con khác. Điều này thật khủng khiếp, nhưng đó là bản năng sinh tồn tự nhiên. Có một số trường hợp con linh dương con bị mất phương hướng, quay trở lại bờ bên kia để tìm mẹ, hoặc con mẹ quay lại tìm con. Nhưng nỗ lực vượt sông hai lần là một bản án tử hình. Kết cục thường rất tệ, và đây là cơ hội tốt cho cá sấu. Một con cò đơn độc đang đứng theo dõi đống xác linh dương. Đây sẽ là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho rất nhiều loài vật khác trong những ngày tới. Cá sấu từ cuối dòng sông đã lần theo mùi xác chết trên sông để tìm đến. Đây là thời kỳ sung túc nhất của chúng. Trên sông có hàng trăm xác linh dương, nhưng chỉ sau vài ngày, tất cả chỉ còn trơ trọi lại bộ xương. Đôi khi, chúng ta cũng thấy rất nhiều bộ xương hóa thạch của khủng long trong tình trạng như thế này, và ta không biết điều đó xảy ra như thế nào. Đây chính là một minh họa. Khi đến bờ sông Mara, ta sẽ thấy được quá khứ xa xưa tái hiện. Đây chính là cuộc sống, chứ không phải là cái chết. Với vạn vật, ta đều có mùa. Sau một ngày dài xáo trộn, dòng Mara lại chảy êm ả như chưa từng có gì xảy ra.